Bạn gái 7 năm của Ronaldo, từ nhân viên bán hàng đổi đời thành bà chủ giàu sụ, người mẫu hơn 60 triệu người theo dõi. Mới đây, Cristiano Ronaldo gây sốt toàn cầu khi chính thức mở kênh YouTube cá nhân, tạo ra hàng loạt kỷ lục thế giới trên nền tảng này. Cô bạn gái 7 năm Georgina Rodriguez của Ronaldo cũng xuất hiện trên kênh YouTube của anh và được danh thủ Bồ Đào Nha gọi với danh xưng trìu mến, My Wife, vợ của tôi. Đây có thể xem là happy ending cho chuyện tình cổ tích 7 năm qua của Ronaldo và cô người mẫu xinh đẹp. Georgina xuất thân là nhân viên tại một cửa hàng Gucci ở Madrid. Tại đây, cô có cơ hội gặp gỡ và bắt đầu mối quan hệ tình cảm với ngôi sao làng túc cầu Cristiano Ronaldo vào năm 2017. Cuộc sống của Georgina thay đổi hoàn toàn khi cô được công chúng biết đến với danh xưng bạn gái của Ronaldo. Cô bị buộc thôi việc do lo ngại các tay săn ảnh sẽ khiến khách của cửa hàng bỏ chạy. Cánh săn tin cũng tìm mọi cách đeo bám, tiếp cận người tình của Ronaldo, đi đâu cũng có người nhận ra. Tuy nhiên, theo hướng tích cực, nhờ danh tiếng của Ronaldo, bạn gái anh cũng có bước chuyển mình tốt đẹp. Georgina trở thành người mẫu nổi tiếng, gương mặt đại diện, quảng cáo của nhiều thương hiệu hàng xa xỉ, thoải mái tận hưởng cuộc sống giàu sang và có hơn 60 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Cả hai có hai người con gái. Georgina Rodriguez cũng vô cùng yêu thương ba người con riêng của Cristiano Ronaldo. Người đẹp từng chia sẻ, mọi thời gian của tôi đều dành cho các con. Với tôi, nhà là tổ ấm cho tôi cảm giác hạnh phúc nhất, là ngôi nhà với các con và người bạn đời của mình.